Xin chào các em, chào mừng các em đến với bài giảng môn vật lý lớp 10 do trường Trung học phổ thông Khoái Châu kết hợp cùng nhóm vật lý thực hiện. Cô rất vui lại được tiếp tục đồng hành cùng các em trong bài học ngày hôm nay. Các em thân mến, như các em đã biết, động cơ nhiệt là động cơ chuyển hóa một phần nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. Động cơ nhiệt đầu tiên xuất hiện đó chính là máy hơi nước, sử dụng nhiên liệu củi, than, đá hoặc dầu được đốt cháy bên ngoài xi lanh. Về sau thì xuất hiện động cơ đốt trong. Động cơ đốt trong là động cơ nhiệt sử dụng nhiên liệu được đốt cháy bên trong xi lanh. Ngày nay, một số động cơ nhiệt được sử dụng rộng rãi như động cơ xe máy, ô tô, máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, v.v. Những động cơ nhiệt này thì sử dụng nhiên liệu xăng hoặc dầu ma rút. Và nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của những động cơ này thì sử dụng nguyên lý 2 nhiệt động lực học để giải thích. Vậy, nội dung của nguyên lý 2 nhiệt động lực học là gì? Chúng ta cùng đi tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. Bài 33, các nguyên lý của nhiệt động lực học, tiết 2. Nội dung bài học ngày hôm nay bao gồm phần còn lại 2 la mã, nguyên lý 2 nhiệt động lực học với 3 ý. 1. Quá trình thuận nghịch và quá trình không thuận nghịch. 2. Phát biểu nguyên lý 2 nhiệt động lực học. 3. Vận dụng nguyên lý 2 nhiệt động lực học để giải thích nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ nhiệt. Sau đây chúng ta cùng đi vào phần 2 la mã, nguyên lý 2 nhiệt động lực học với nội dung đầu tiên là quá trình thuận nghịch và quá trình không thuận nghịch. A. Quá trình thuận nghịch. Để hình dung thế nào là quá trình thuận nghịch, cô sẽ ví dụ sau. Một con lắc đơn dao động trong điều kiện không có ma sát. Chú ý cô giới thiệu về cấu tạo của con lắc đơn như sau. Con lắc đơn là hệ thống gồm một sợi dây treo vào một đầu cố định. Đầu còn lại của sợi dây thì gắn với một vật. Và khi dây treo trùng với phương thẳng đứng thì vật đang ở vị trí người ta gọi là vị trí cân bằng. Khi kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn rồi buông nhẹ, lúc này dưới tác dụng của trọng lực sẽ làm cho vật dao động. Và nếu như bỏ qua ma sát thì vật sẽ dao động từ vị trí A sang vị trí B rồi quay trở về vị trí A. Cái quá trình dao động như trên được gọi là quá trình thuận nghịch. Ví dụ 2. Một con lắc nọt xo dao động nằm ngang trong điều kiện không có ma sát. Cô giới thiệu về cấu tạo của con lắc nọt xo. Con lắc nọt xo là một hệ thống bao gồm một lò xo có một đầu gắn vào một điểm cố định, đầu còn lại gắn vào một vật. Và con lắc nọt xo nằm ngang tức là vật sẽ dao động trong một mặt phẳng nằm ngang. Vị trí cân bằng của vật là vị trí mà lò xo không biến dạng. Bây giờ từ vị trí cân bằng ta kéo con lắc đi một đoạn rồi buông nhẹ. Các em quan sát, khi kéo như vậy và buông tay thì dưới tác dụng của lực đàn hồi sẽ làm cho vật dao động. Và nếu như bỏ qua ma sát thì vật sẽ dao động từ vị trí A sang vị trí B rồi quay trở về A. Cái quá trình dao động của vật như trên cũng được gọi là quá trình thuận nghịch. Vậy, từ hai ví dụ trên, ta định nghĩa thế nào là quá trình thuận nghịch? Quá trình thuận nghịch là quá trình vật tự trở về trạng thái ban đầu mà không cần đến sự can thiệp của các vật khác. Các em chú ý những từ quan trọng mà cô đánh dấu bằng mực đỏ ở đây, đó chính là chữ tự và chữ không cần đến sự can thiệp của các vật khác.
Sau đây chúng ta đi vào phần B, quá trình không thuận nghịch. Để hình dung thế nào là quá trình không thuận nghịch, cô cũng có hai ví dụ sau. Ví dụ 1. Một ấm nước đun sôi đặt trong không khí. Lúc này chúng ta sẽ thấy là nước truyền nhiệt ra môi trường xung quanh và làm cho không khí xung quanh nóng lên cho đến khi nhiệt độ của nước bằng nhiệt độ của môi trường xung quanh. Tuy nhiên thì nước không thể tự lấy lại nhiệt lượng đã truyền cho môi trường xung quanh để trở về trạng thái ban đầu. Lúc này ta nói quá trình truyền nhiệt là quá trình không thuận nghịch. Ví dụ 2. Thả rơi một vật từ trên cao xuống. Khi thả rơi một vật từ trên cao xuống thì cơ năng của vật chuyển hóa thành nội năng của vật và không khí xung quanh, làm cho vật và không khí xung quanh nóng lên. Tuy nhiên, vật không tự lấy lại được nội năng của mình và nội năng của không khí xung quanh để lẩy lên đến độ cao ban đầu. Vậy, quá trình chuyển hóa năng lượng trên cũng được gọi là quá trình không thuận nghịch. Vậy từ hai ví dụ trên, ta định nghĩa thế nào là quá trình không thuận nghịch? Quá trình không thuận nghịch là quá trình chỉ có thể tự xảy ra theo một chiều xác định. Nếu muốn nó xảy ra theo chiều ngược lại thì cần đến sự can thiệp của các vật khác. Các em chú ý những từ quan trọng mà cô đánh dấu ở đây. Đó là nó chỉ có thể tự xảy ra theo một chiều xác định. Ví dụ như ấm nước sôi của chúng ta đặt ngoài không khí thì cái chiều tự xảy ra ở đây là chiều mà ấm nước tự truyền nhiệt ra môi trường xung quanh, nước truyền nhiệt cho không khí. Còn không thể nào xảy ra theo chiều ngược lại là nước thu lại nhiệt và sôi lên như cũ. Mà muốn cái chiều này xảy ra thì lúc này ta cần phải đun lại, có nghĩa là khi đấy cần đến sự can thiệp của các vật khác. Các em thân mến, nghiên cứu quá trình thuận nghịch và quá trình không thuận nghịch đóng một vai trò quan trọng trong công trình xây dựng nguyên lý 2 nhiệt độ lực học. Sau đây chúng ta đi vào nội dung của nguyên lý 2 với hai cách phát biểu. Một cách phát biểu của nhà vật lý Claudius và một cách phát biểu của nhà vật lý là Carlo. Sau đây chúng ta đi vào cách phát biểu thứ nhất. A. Cách phát biểu Claudius. Claudius là nhà vật lý người Đức, ông sinh năm 1822, mất năm 1888. Và nguyên lý 2 được ông phát biểu năm 1850 với nội dung như sau. Nhiệt không tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn. Các em chú ý ở đây cô đã in bằng màu mực khác chữ tự. Vậy thì cái chữ tự này có thể bỏ đi được hay không? Cô có ví dụ sau. Thả một miếng kim loại được nung nóng vào một cốc nước. Lúc này các em sẽ thấy là miếng kim loại tự truyền nhiệt cho nước, làm cho nước nóng lên. Còn nước không truyền nhiệt cho miếng kim loại. Như vậy, nghĩa là nhiệt không thể tự truyền từ một vật lạnh hơn sang vật nóng hơn. Nên cái chữ quan trọng nhất ở đây đó chính là chữ tự. Tuy nhiên thì các em thấy là về mùa hè, người ta vẫn có thể dùng máy điều hòa để truyền nhiệt từ trong phòng ra ngoài trời, mặc dù là nhiệt độ ngoài trời cao hơn nhiệt độ trong phòng. Vậy thì điều này có vi phạm nguyên lý 2 nhiệt độ lực học hay không? Tại sao? Các em hãy suy nghĩ và trả lời trong khoảng 15 giây. Và dễ dàng các em thấy được câu có được câu trả lời là điều này không vi phạm nguyên lý 2, bởi vì nhiệt không tự truyền từ trong phòng ra ngoài trời mà lúc này chúng ta phải dùng đến cái máy điều hòa.
tức là khi đấy có sự can thiệp từ các vật khác. Và cái câu nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn, em cũng có thể hình dung trong thực tế. Điều này nó cũng giống như việc nước không tự chảy từ chỗ trũng lên chỗ cao, mà lúc này là nước tự chảy từ chỗ cao xuống chỗ trũng. Vậy muốn nước chảy từ chỗ trũng lên chỗ cao thì lúc này ta cần phải có sự can thiệp của các vật khác. Ví dụ ở đây chúng ta dùng một cái máy bơm. Sau đây chúng ta đi vào phần B nhỏ, đó là cách phát biểu của Carnot. Carnot là nhà vật lý người Pháp, ông sinh năm 1796, mất năm 1832. Carnot được xem là cha đẻ của nhiệt động lực học, là người đặt nền móng cho sự chế tạo của động cơ nhiệt sau này với cách phát biểu của ông như sau. Động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. Các em thân mến, định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng các em đã được học ở các lớp dưới, với nội dung năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc từ vật này sang vật khác. Thế mà theo cách phát biểu của Carnot thì các em thấy rõ ràng là động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. Có nghĩa là công mà động cơ sinh ra nhỏ hơn nhiệt lượng mà nó nhận được. Vậy cách phát biểu này có vi phạm định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng hay không? Tại sao? Các em suy nghĩ trong khoảng 15 giây. Các em thấy nào, với cách phát biểu của Carnot thì hoàn toàn không vi phạm, bởi vì một phần nhiệt lượng mà động cơ nhận được được chuyển hóa thành công cơ học, phần còn lại thì được truyền cho nguồn lạnh, do đó năng lượng vẫn được bảo toàn. Nguyên lý 2 nhiệt động lực học có thể dùng để giải thích nhiều hiện tượng trong đời sống và kỹ thuật. Sau đây chúng ta vận dụng nguyên lý 2 để giải thích nguyên tắc cấu tạo của động cơ nhiệt. Như phần đầu, chúng ta đã biết định nghĩa động cơ nhiệt là động cơ biến đổi nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. Do vậy, cái bộ phận đầu tiên của động cơ nhiệt là làm nhiệm vụ cung cấp nhiệt lượng, người ta gọi đó chính là nguồn nóng, làm nhiệm vụ cung cấp nhiệt lượng. Và động cơ nhiệt thì biến nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. Do vậy, cần phải có bộ phận thứ hai làm nhiệm vụ sinh công có ích, người ta gọi đó chính là bộ phận phát động. Bộ phận phát động gồm vật trung gian nhận nhiệt sinh công, được gọi là tác nhân và các thiết bị phát động. Và theo nguyên lý 2 thì động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiên liệu nhận được thành công cơ học, có nghĩa là cái công A có ích ở đây này luôn nhỏ hơn Q1. Do vậy, cái phần nhiệt lượng dư thừa của bộ phận phát động sẽ được truyền cho bộ phận thứ ba, người ta gọi đó chính là nguồn lạnh, làm nhiệm vụ thu nhiệt lượng do tác nhân tỏa ra. Vậy tóm lại, bất kỳ một động cơ nhiệt nào cũng gồm ba bộ phận: nguồn nóng, nguồn lạnh và bộ phận phát động. Vậy hiệu suất của động cơ nhiệt sẽ được xác định như thế nào? Chúng ta sang phần B, hiệu suất của động cơ nhiệt. Theo định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng thì công do bộ phận phát động sinh ra sẽ được xác định A bằng Q1 trừ đi Q2, và đây là cái phần năng lượng có ích. Và hiệu suất thì là tỷ số giữa năng lượng có ích chia năng lượng toàn phần, có nghĩa là H bằng trị tuyệt đối A chia Q1 nhân 100%. Vì sao có dấu giá trị tuyệt đối? Bởi vì ở theo nguyên lý 1 thì chúng ta thấy là nhận công thì A dương, thực hiện công thì A âm. Như vậy A ở đây là công do bộ phận phát động sinh ra thì A đang có giá trị âm, do đó ta phải có dấu giá trị tuyệt đối.
mà A luôn nhỏ hơn Q1 nên hiệu suất của động cơ nhiệt luôn nhỏ hơn 100%. Có nghĩa là nhiệt lượng mà động cơ nhận được không bao giờ chuyển hóa hết thành công cơ học. Các em thân mến, bên cạnh những lợi ích của động cơ nhiệt thì ta thấy hàng ngày động cơ nhiệt thải vào bầu khí quyển nhiều loại khí độc hại. Nhiệt lượng do các động cơ nhiệt thải vào khí quyển làm cho nhiệt độ của khí quyển tăng cao. Trái đất đã tăng khoảng 1 độ C từ năm 1860 đến năm 1992. Theo dự báo, nếu như không có biện pháp khắc phục thì nhiệt độ trái đất sẽ tăng thêm từ 1,5 đến 4,5 độ C vào năm 2050. Sự gia tăng nhiệt độ bề mặt trái đất có tác động mạnh mẽ đến nhiều mặt. Nó là nguyên nhân gây ra các cái thiên tai như hạn hán, lũ lụt, là nguyên nhân làm nhiều bệnh tật mới xuất hiện, hủy hoại môi trường sống của các loài sinh vật. Ngoài vấn đề ô nhiễm môi trường thì động cơ nhiệt còn làm ô nhiễm tiếng ồn. Ô nhiễm tiếng ồn nó là một thảm họa chỉ sau khói bụi. Vậy để giảm thiểu những hiện tượng trên thì chúng ta cần sử dụng tiết kiệm các cái nhiên liệu có sẵn, trồng nhiều cây xanh, sử dụng các nguồn năng lượng sạch và khuyến khích người dân đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng. Và hãy chung tay bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường, đó là thông điệp mà cô muốn gửi đến các em trong sau bài học ngày hôm nay. Các em thân mến, kiến thức trọng tâm của bài này chúng ta cần nắm được là nguyên lý 2 nhiệt động lực học với hai cách phát biểu. Cách phát biểu thứ nhất là của Claudius, nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn. Cách phát biểu thứ hai là của Carnot, động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. Nội dung kiến thức thứ hai chính là cấu tạo của động cơ nhiệt gồm 3 bộ phận. Nguồn nóng làm nhiệm vụ truyền nhiệt Q1 cho bộ phận phát động. Bộ phận phát động có nhiệm vụ truyền nhiệt Q2 cho nguồn lạnh và sinh công có ích A bằng Q1 trừ Q2. Do đó, hiệu suất của động cơ nhiệt được xác định H bằng trị tuyệt đối của A chia cho Q1. Để củng cố kiến thức bài ngày hôm nay, sau đây chúng ta đi trả lời một vài câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tính toán sau. Câu 1. Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng? Câu A. Nhiệt vẫn có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn. Câu B. Nhiệt không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn. Câu C. Nhiệt có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn. Câu D. Nhiệt có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ. Các em có khoảng 5 giây cho câu này. Với câu này thì các em lựa chọn đáp án đó chính là đáp án D, là đáp án không đúng. Tuy nhiên thì một số bạn sẽ mắc sai lầm và các bạn lựa chọn đáp án A, bởi vì các bạn cứ nghĩ là vật lạnh hơn thì không thể truyền nhiệt cho vật nóng hơn. Nhưng mà điều này là nếu để tự nó thì không, nó không tự truyền cho vật nóng hơn. Nhưng mà nếu cần đến sự can thiệp của các vật khác thì nhiệt từ vật lạnh hơn vẫn có thể truyền cho vật nóng hơn. Cũng giống như nước không thể tự chảy từ chỗ trũng lên chỗ cao, mà để nó chảy từ chỗ trũng lên chỗ cao thì ta cần sự can thiệp từ các vật khác. Ví dụ tôi đặt vào đấy một cái máy bơm. Nên là đáp án A vẫn là đáp án đúng. Mà một số bạn đọc đề và trong suy nghĩ của các bạn như thế, các bạn vội vàng khoanh đáp án A, bởi vì đề là chọn câu không đúng, đọc đến A thì thấy không đúng rồi là không đọc đến B, C, D nữa. Nên chúng ta lưu ý ở cái câu số 1. Câu số 2. Trong các câu sau đây, câu nào đúng ghi D, câu nào sai ghi S. Câu A. Nhiệt không thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn.
Ý B, cơ năng có thể tự chuyển hóa thành nội năng. C, động cơ nhiệt chỉ có thể chuyển hóa một phần nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. D, khi nói về động cơ nhiệt chỉ có thể chuyển hóa một phần nhiệt lượng nhận được thành công cơ học là đã vi phạm định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. E, quá trình truyền nhiệt là quá trình tận nghịch. Câu này các em đọc kỹ từng ý một và có khoảng 20 giây để lựa chọn. Và đáp án như sau. Ý A là một câu sai. Ý B là một câu đúng. Ý C là một câu đúng. Ý D là một câu sai. Và ý E là một câu sai. Câu 3. Khi nói về động cơ nhiệt, phát biểu nào sau đây là sai? Cấu tạo của động cơ nhiệt bao gồm nguồn nóng, nguồn lạnh và bộ phận phát động. Đáp án B, nguồn nóng có tác dụng duy trì nhiệt độ cho động cơ nhiệt. Đáp án C, trong bộ phận phát động, tác nhân giãn nở sinh công. Và đáp án D, nguồn lạnh để thu nhiệt lượng do tác nhân tỏa ra. Các em có 5 giây. Và đáp án ở câu 3 đó chính là đáp án B. Các em đã biết là nguồn nóng làm nhiệm vụ là cung cấp nhiệt lượng cho bộ phận phát động, chứ không phải để duy trì nhiệt độ cho động cơ nhiệt. Câu 3, chọn câu 4, chọn câu đúng. Đáp án A, cơ năng không thể chuyển hóa hoàn toàn thành nội năng. Đáp án B, quá trình truyền nhiệt là quá trình thuận nghịch. Đáp án C, động cơ nhiệt chỉ có thể chuyển hóa một phần nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. Đáp án D, động cơ nhiệt có thể chuyển hóa hoàn toàn nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. Các em có khoảng 5 giây. Với câu này thì các em dễ dàng lựa chọn được đáp án D, C. Đó là động cơ nhiệt chỉ có thể chuyển hóa một phần nhiệt lượng nhận được thành công cơ học theo cách phát biểu của Carnot. Chúng ta suy ra. Câu 5. Chọn câu đúng. Khi nói về hiệu suất của động cơ nhiệt. Đáp án A, hiệu suất của động cơ nhiệt cho biết động cơ mạnh hay yếu. Đáp án B, hiệu suất của động cơ nhiệt cho biết động cơ thực hiện công nhanh hay chậm. C, hiệu suất của động cơ nhiệt cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn trong động cơ. D, hiệu suất của động cơ nhiệt cho biết có bao nhiêu phần trăm nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra để biến thành công có ích. Các em có 5 giây. Và các em dễ dàng lựa chọn được đáp án ở đây, đó là đáp án D. Bởi vì hiệu suất đó là tỷ số phần trăm giữa năng lượng có ích chia cho năng lượng toàn phần. Câu số 6. Một động cơ nhiệt trong một giây nhận được từ nguồn nóng nhiệt lượng là 3,6 x 10 mũ 4 Joule, đồng thời truyền cho nguồn lạnh nhiệt lượng là 3,2 x 10 mũ 4 Joule. Hiệu suất của động cơ là đáp án A 11%, đáp án B 1,1%, đáp án C 22% và đáp án D là 12%. Các em có khoảng 5 giây. Với câu này thì các em dễ dàng áp dụng công thức H bằng trị tuyệt đối của A chia cho Q1. Với A thì lại bằng Q1 trừ đi Q2. Q1 là nhiệt lượng nguồn nóng cung cấp 3,6 x 10 mũ 4 Joule. Q2 là nhiệt lượng nguồn lạnh cung cấp 3,2 x 10 mũ 4 Joule. Thay số các em tính toán được H bằng 11%, đáp án A. Câu số 7. Hiệu suất của một động cơ là nhiệt là 40%, nhiệt lượng cung cấp cho nguồn nóng là 80 Joule, nhiệt lượng động cơ cung cấp cho nguồn lạnh là
A 480 joule, B 2 kJ, C 800 joule, D 320 joule. Các em có khoảng 5 giây. Với bài này vẫn là công thức tính hiệu suất nhưng chúng ta biến đổi đi một chút. H ở đây bằng A chia cho Q1 mà A lại bằng Q1 trừ đi Q2. Nên ở đây chúng ta có H bằng 1 trừ đi Q1 chia cho Q2. Hiệu suất bằng 40% có nghĩa là bằng 0,4. H bằng 0,4. Từ đó các em sẽ suy ra được Q2 bằng 0,6 Q1 và bằng 480 joule. Đó là đáp án A. Câu 8. Một ô tô chạy 100 km với lực kéo không đổi là 700 N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. Tính hiệu suất của động cơ ô tô đó, biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6 x 17 joule trên kg. Khối lượng riêng của xăng là 0,7 kg trên lít. Câu này các em có khoảng 30 giây để tóm tắt và định hướng cách giải. Chắc hẳn các em đã có định hướng cách giải cho bài này. Sau đây cô đi phân tích đề như sau. Tóm tắt. Ô tô chạy 100 km, chúng ta có S bằng 100 km đổi ra mét. Lực F bằng 700 N. Tiêu thụ hết xăng là 6 lít. Hiệu suất năng suất tỏa nhiệt của xăng ký hiệu là Q nhỏ bằng 4,6 nhân 17 joule trên kg. Ý nghĩa của năng suất tỏa nhiệt sẽ cho biết là 1 kg xăng cháy hết thì sẽ tỏa ra nhiệt lượng là 4,6 nhân 17 joule. Khối lượng riêng của xăng ký hiệu là chữ D lớn 0,7 kg trên lít. Tính hiệu suất H bằng bao nhiêu? Như vậy muốn tính H thì chúng ta phải tính công có ích và tính nhiệt lượng Q1 mà 6 lít xăng này cháy nó tỏa ra. Vậy cái bước đầu tiên chúng ta đi tính khối lượng xăng là M bằng D nhân V bằng 4,2 kg. Cái khối lượng riêng 0,7 kg trên lít có nghĩa là 1 lít xăng thì nặng 0,7 kg. Như vậy 6 lít xăng sẽ nặng 4,2 kg. Công của lực kéo động cơ chúng ta tính A bằng F nhân S nhân cos alpha. Với F là 700, S là 10 mũ 5 mét, alpha bằng 0, cos alpha bằng 1, do đó A bằng 7 nhân 10 mũ 7 joule. Nhiệt lượng do nguồn nóng cung cấp ở đây, chúng ta sẽ lấy khối lượng xăng nhân với năng suất tỏa nhiệt. Khối lượng xăng nhân năng suất tỏa nhiệt thì Q ở đây sẽ bằng Q lớn bằng M chia nhân với Q nhỏ. Sẽ ra 1932 nhân 10 mũ 5 joule. Từ đó tính được hiệu suất của động cơ H bằng A chia Q bằng 0,36 hay xấp xỉ 36%. Sau tiết học ngày hôm nay, về nhà các em hoàn thiện các bài tập còn lại của sách bài tập và ôn tập kiến thức về nội năng và các nguyên lý của nhiệt độ nước học. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các em. Chào tạm biệt.